là mời khách hàng của mình bật mic lên được không? Vâng, chú đấy. Chào chị đấy. Vâng, em xin chào anh ạ. Anh bị bệnh gút à anh? Vâng. Anh bị bao lâu rồi anh? Khoảng 4-5 năm rồi. À vâng, thì bây giờ anh muốn là anh đã dùng thuốc tây rồi đúng không ạ? Dùng những kia không, chỉ có đỡ đi được thôi, nó không khỏi đâu. À vâng, ở đây có bạn Thủy là bạn ấy ý kiến, nhưng mà Thủy đợi chị một chút nhé, xong người này rồi em hỏi em nhé. Vâng. Vâng, thế thì anh bây giờ là anh đang quan tâm đến dòng sản phẩm này và anh muốn hỏi xem là cái dòng sản phẩm này có thể là cải thiện được bệnh của anh không, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thì em cũng rất là cảm ơn anh, chúc mừng anh là người đã biết đến cái dòng sản phẩm này. Thì nói thật với anh là cái dòng sản phẩm này, những ai mà đủ duyên đủ phúc thì phúc lớn thì mới biết được đến dòng sản phẩm này. Thì sau đây thì em cũng xin mời mọi người, tất cả cô chú anh chị em, những ai mà đã có kết quả về bệnh gút nên chia sẻ cho anh. Anh ơi, em xin hỏi anh tên gì ạ? Hưng ạ, Phùng Sinh Hưng ạ. Vâng, nên chia sẻ cho anh Hưng được biết ạ, để cho anh tự tin lấy sản phẩm sử dụng. Xin mời cả nhà mình, những ai mà đã có kết quả của bệnh gút, chúng ta nên đây chia sẻ để cho anh Hưng anh tự cô, tin lấy sản phẩm. Cô Trương Nhí. Dạ vâng, cháu xin mời cô Trương Nhí. Xin chào chị Quý nhá, xin chào cô chú anh chị em trên Zoom. Thì cô nghe nói chuyện gút thì nhà cô lại có cái kết quả, thì cô cũng xin chia sẻ cho chú Hưng. Ê, thì chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm 57 tuổi ạ. Yeah. Chú ơi, ông chồng nhà chị cũng bị gút 4-5 năm nay, thì năm nay ông ấy 62 tuổi. Thế nhưng mà ông ấy vừa gút vừa khớp, khớp của ông thì hơn 40 năm, còn gút thì mới bị mấy năm nay thôi. Thế nhưng mà thực sự cả gút lẫn khớp nó sưng lên, hai cái đầu gối khớp thì sưng to, còn những cái khỉu ngón chân ấy, thì sưng rất là to, to như quả trứng gà mới lại quả mận ấy. Có những lúc nó đỏ lên, nghĩa là chỉ có đi tiêm thuốc giảm đau mới lại uống cái viên gút đi thôi. Thế nhưng mà thực sự là rất là khổ, uống rất là nhiều cái loại thuốc bột rồi thuốc gì của người ta đã nói, thế nhưng mà cũng không có cái kết quả, nó chỉ đỡ đỡ. Thế thì sau khi biết đến cái dòng sản phẩm này ấy, thì ông nhà tôi đã dùng từ tháng 1 2021 này, từ đầu năm đến giờ rồi. Thì rất là may mắn về dùng về cái sản phẩm về khớp cộng với gút. Thì sau khi sử dụng ấy thì đi khám ấy, thì ở bệnh viện ấy là máu gút ấy nó lên 750 một lít của máu. Thế sau khi sử dụng xong 4 tháng thì anh đã đi kiểm tra, thì kết quả đã về xuống là 400 đấy. Ý là trong cái ngày mà đi khám có những cái kết quả mà trên giấy tờ của bác sĩ ấy, thì thực sự là cái bệnh gút nó còn dễ hơn. Nếu như mà anh mới bị thôi thì mới bị mấy năm thôi, nó chưa có thể lên những cái u nhọt to lên ấy, thì thực sự là dùng cái sản phẩm này nó rất là có kết quả. Thì cũng tôi cũng xin chia sẻ là gia đình nhà tôi là có cái kết quả như thế. Sau khi sử dụng thì 4 tháng này anh ấy đã đi kiểm tra, nhưng khi sử dụng ấy thì bắt đầu sử dụng ấy thì nó sẽ tăng đau, tăng lên đấy, đau tăng lên thì anh cũng nên là dùng thêm cái giảm đau này thì kết hợp. Chứ còn lúc bắt đầu mới dùng là nó có cái biểu hiện đào thải, nó sẽ tăng lên, nhưng mà đấy là rất là tốt. Khi mà nhà tôi dùng ấy thì nó đau lên lắm, vừa gút vừa khớp nó đau lên thì nhà tôi đã vứt cả sản phẩm. Thế nhưng mà thực sự là cũng được nghe Zoom thì cũng đã có những anh cô chú anh chị em chia sẻ cho là đau ấy thì nó mới có kết quả. Thì sau khi nghe thì anh uống cái sản phẩm này, anh chịu khó vào Zoom nghe mình có những cái biểu hiện gì thì mình sẽ lên đây hỏi. Thì cũng như nhà tôi thôi, thì tôi ở Hàm Yên, Tuyên Quang, ở Phú Lưu. Thế cũng mong anh là biết đến cái dòng sản phẩm này, anh cho mình cái cơ hội sử dụng nhá. Ở trên này nó có phác đồ điều trị rồi, thì không có phải ấy đâu, rất là tuyệt vời luôn. Sau khi chồng tôi sử dụng đến giờ thì thật bệnh gút sau 4 tháng thì đã không có biểu hiện nữa. Thế nhưng khớp thì bây giờ hiện được 8 tháng thì đã được 80%. Thế thì anh cứ yên tâm
bảo anh ấy là lấy cho anh một liệu trình, thì anh uống, anh trải nghiệm, anh sẽ có những cái kết quả. Thế, xin chia sẻ đây là hết ạ. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô Trương Nhí, cháu cảm ơn cô đã cho đi. Cô Trương Nhí ấy thì là nhà cô có rất nhiều kết quả, và cô ở hiện tại bây giờ là nhờ con gái là thủ lĩnh Mai Quỳnh, nên là nhà cô là có một doanh nghiệp gia đình ở trong đây, có rất nhiều kết quả. Và cô cũng rất là tự tin về dòng sản phẩm này, cũng rất cháu rất cảm ơn cô vì cô đã cho đi. Thì anh Hưng, anh nghe cái qua cái sự chia sẻ của cô Trương Nhí thì anh cảm thấy như thế nào, đã tự tin lấy sản phẩm cho mình được chưa ạ? Dạ. Câu hỏi với mày. Vâng. Qua cái sự chia sẻ của cô Trương Nhí thì anh cảm nhận như thế nào, anh đã tự tin lấy sản phẩm cho mình để sử dụng chưa ạ? Vâng, tự tin ạ. Vâng. Thì anh cứ lấy sản phẩm sử dụng nhé, như cô Trương Nhí chia sẻ, cái bệnh này xác định là anh, nếu như mà anh dùng thuốc Tây thì sống chung với lũ, đúng không ạ? Vâng. Và anh sẽ không có, nếu như mà dùng thuốc Tây không những là như thế mà anh còn nó có những cái tác dụng phụ của thuốc Tây, nó rất là nguy hiểm. Đấy. Bởi vì thuốc Tây nó là con dao hai lưỡi. Thế nên là anh, cái dòng sản phẩm này ấy, là cái biện pháp rất là tối ưu và rất là tuyệt vời cho anh sử dụng. Nên là anh hãy lấy dòng sản phẩm này sử dụng, lấy ngay bây giờ, dùng một liệu trình đi, rồi anh sẽ đi kiểm tra, rồi anh sẽ biết kết quả nhá. Em chúc anh là sẽ ra quyết định nhanh để lấy sản phẩm uống, cũng như là để cho mình có cái sức khỏe và nhanh cải thiện nhá. Em cảm ơn anh ạ. Oh,